Sáng ngày 12 tháng 7, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, tài xế xe Mercedes, tổng nữ tiếp viên hàng không về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trong phần xét hỏi, bị cáo Phong khai, ngày 30 tháng 1 năm 2020, Phong đã sử dụng giấy phép lái xe giả để thuê xe Mercedes tự lái và gây tai nạn khiến tài xế GrabBike Lê Mạnh Thường tử vong và chị Nguyễn Thị Bích Hương, người ngồi phía sau, thương tật vĩnh viễn 79%. Sau tai nạn, bị cáo rời khỏi hiện trường, lẩn trốn tại Phan Thiết và Đà Lạt. Vài ngày sau, Phong đến công an đầu thú. Sau khi kiểm tra, cơ quan điều tra xác định Phong dương tính với ma túy. Lý giải về việc này tại phiên tòa, Phong khai hai ngày trước khi xảy ra tai nạn, Phong đi chơi tại một quán bar ở Phan Thiết thì có người bạn mời uống nước có chứa ma túy. Sau khi uống phải thì Phong cảm thấy chóng mặt, khó chịu và đổ nhiều mồ hôi. Phong cũng khẳng định trước giờ chưa từng sử dụng chất ma túy. Về căn chung cư, bị cáo Phong thừa nhận do bị cáo đứng tên nhưng là tiền của mẹ bị cáo mua và nhờ đứng tên hộ, bà Trần Hoàng Họa Mi. Mẹ bị cáo Phong cũng khẳng định căn nhà trên là do cha bà trước khi chết cho 800 triệu đồng, cộng với bà vay mượn thêm để mua. Tuy nhiên, hội đồng xét xử cho rằng đây chỉ là lời khai của bị cáo và việc có đúng hay không chỉ bị cáo và mẹ bị cáo biết rõ. Bị cáo cũng giải thích việc gặp công chứng viên sang tên nhà cho mẹ khi đang bị tạm giam không nhằm mục đích tẩu tán tài sản, mà để mẹ bị cáo mang bán hoặc cầm cố để bồi thường cho các bị hại. Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm lần thứ nhất ngày 16 tháng 12 năm 2020, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận đã tuyên phạt bị cáo Phong 7 năm 6 tháng tù, buộc bị cáo Phong bồi thường hơn 1,4 tỷ đồng cho chị Hường và 477 triệu đồng cho người đại diện hợp pháp của ông Thường. Sau phiên sơ thẩm, hai bị hại đã làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng mức án cho bị cáo Phong là quá nhẹ. Về phía bị cáo Phong lại cho rằng bản án quá nặng nên đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Trong phiên xét xử phúc thẩm ngày 22 tháng 4 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để làm rõ một số vấn đề. Trong đó, hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ việc căn hộ mà bị cáo Phong khai đã ký chuyển nhượng hợp đồng mua bán sang tên cho mẹ là bà Trần Hoàng Họa Mi trong thời gian tạm giam là tài sản của ai.